Chán quá. Chào Phong Trần. Chào hệ thống Messenger. Chào Lâm Bảo Bảo. Chào 4 người đang xem. Chào sói cô độc. Chào Nguyễn Đắc Quý. Chào Nguyễn Văn Phước. Chào Tú Nguyễn. Em sáu gái thôi, Nguyễn Đắc Quý ạ. Giờ em đang ở Bắc Ninh, Phong Trần ạ. Chào Hà Nguyễn. Chào mọi người đang xem. Lâm Bảo Bảo em chịu chết. Xin chào lông gà. Nguyễn Đức Quý em ở Thuận Thành. Chào mọi người đang xem. Chào Lê Văn Phi. Chào Phi Lê Văn. Ông mua em sáu rồi. Nguyễn Đức Quý anh cũng đang ở Bắc Ninh nè. Sân của anh em 18. Chào Đỗ Quát Tuấn. Chào Viễn Nhi. Chào Tuấn Phạm. Nguyễn Đức Quý quê em không phải ở đây, quê em ở chỗ khác cơ. Chào Khoa Vũ. Chào Xuân Quang. Chào Xuân Nguyễn. Việt Trường. Con Trần em sắp có người yêu rồi. Anh đi. Khoa Vũ sao toàn chửi em thế hả Khoa Vũ? Tay nó nào đụng vào thì đấy là một cái em sinh năm 9 trả lời cho Vũ Phu mở chùa cho gì. Đúng rồi, đúng rồi. Sang. Chào mọi người đang xem. Đang live stream. Giỏi, Khoa Vũ ạ. Live stream. Chào Cường Còi. À. Chào Trần Duy. Chào Văn Chiến. Không Trần, chắc là có cơ hội đấy. Anh nói gì đấy? Anh lại xàm quá nhở. Chịu.
Cho mọi người đang xem. Trần Duy em chịu chết. Chào em. Hơi tối phải không? Bật điện lên là sáng ngay mà. Không, nhưng mà anh thích vậy, thích trong bóng đêm vậy á. Trời. Này, mưa đây. Em nhà đâu vậy? Nhà em ở Điện Biên. Điện Biên là xa đấy. Vâng. Tối không đi chơi đâu hết à? Dạ. Tối không đi chơi đâu à? Dạ em không. Tối mình chơi lại trời nó tối quá. Đâu quay đi nào. Quay đâu vậy? Không đi chơi biết khi nào mà có gấu. Không, ở nhà nó khác có ấy. Muốn để con đến nhà mình tìm cơ. À. Không, nhìn thấy em cũng xinh đấy. Đâu em xấu mà. Thật mà, xinh mà. Em xấu. Không, không khen em đâu, nhưng mà nói thật đó. Là em xinh. Hoàng Thị Linh đúng rồi ấy. Cần gì đèn flash? Thiếu mà, thật mà. Điện thoại tàu mà. Tàu không phải tàu. Đúng rồi. Thì giờ ai xài điện thoại tàu nữa? Xài điện thoại tập cận bình thôi. Xài mà. Không, do do anh bị xíu môi nên không bật đèn flash thôi. Cường phải ở nhà có gấu ôm chứ. Chào Kim Phan. Cái lão này nói chuyện với phụ nữ. Rồi sao nữa Thùy Linh? Cái gì mà tận 56 người đang xem? Chào 56 người đang xem. Chúc em ơi. Chúc em ơi. Đéo, mày đi xin, nó nói xin với Thùy Linh. Hello. cần gì phải có cảm xúc. Chào em. Anh ơi, bạn của em nhìn thấy anh đẹp trai quá nên thích anh rồi ấy. Chào đời đã cát bụi. Chào Ngọc Thái. Của tay anh á, bằng cái mắt tay em. Chào học viên Dương Trần được ạ. Anh ơi, quay hai đứa con anh chưa nào? Chào cô chưa? Cái khác là cái gì đấy mày? Mày nói thế bố. Chào, tối đi tìm em nhá. Tôi đi tìm em nhá. Rồi, nói vô chuyện nó bảo ạ. Anh luôn. Em đợt con anh hỏi nó đem bán tá lắm. Chết tiệt. Chào thói đời. Cho anh lại đấy. Đưa cho con gái nào. Đưa con gái nào. Con lấy chị làm chồng không em ơi. Anh chị làm chồng không em ơi. Hai đứa này nó đặt gạch trước rồi đấy. Em đặt cọc thử nha. Thằng nào lại là đứa nào mà vớt thì em vả vỡ mồ. Bà ra đây đặt cọc con gái trước mà thì mẹ đứa nào. Thằng nào nó cá thì mẹ ở đây chết với em luôn nhá. Em ở thành phố Điện Biên Phủ anh ạ. Em là con trai nhà anh rồi đấy. Em là đứa con gái anh. Em cảm ơn Nhật Lê Văn. Vào tán con trai con gái anh thì mẹ em ở Điện Biên anh ơi. Ôi, mọi người đang xem. Anh ấy chơi đẹp trai thế nhưng mà không đẹp trai một con anh luôn. Này, sao anh đẹp trai thế? Không gần lắm anh ạ. Dạ.
Em làm gì có răng khểnh đâu. Lê Văn Nhật đây, em sinh năm 99. Người nhà em vui tính mà. Không, mấy đứa bạn em vào nhà em chơi xong rồi nó chửi vậy đó. Chào như đồng Triệu Khanh, xin chào. Chào vợ. Anh ơi, em không biết ạ. Em chào anh. Ừ, thích chào anh không? Chúng mày vẫn ổn đi hộ tao cái. Chào anh đẹp gái. Ai ơi, út ơi, từ chúng mày cho tao yên. Nhóm đéo đâu mà mời. Mày có bảo nhóm đéo đâu mà mời. Đéo biết. À, chị bảo cái gì chứ không phải chắc nó chứ không có gì. Ừ. Rồi, thế. Ôi, xà ngơi đâu về. Lại cái kiểu già ngơi đâu về, sợ quá. Tao mày vào nhóm khác. Con ơi. Mượn rồi tí nhất trả con nhá mẹ nhá. Chào mẹ đi con, thương chào vợ. Chào mọi người đang xem. Con vợ ra rồi. Cháu ơi. Hoàng Đức đang ở đây toàn trẻ con thôi. Con xem đi. Em đang ở nhà. Thôi. Con gái em đâu? Chào Nguyễn Xuân Toàn. Chào sang con. Đã làm sao mà? Hoàng Đức Lăng em ở Bắc Linh. Kiếm cái nhóm nào vào tao mày vào bắt ra chim. Mẹ nó đang có đi chuyện mình chẳng biết được. Anh ơi, người thì lớn rồi nhưng mà tính vẫn còn trẻ con nên gọi là trẻ con anh ạ. Thế cơ, thế cơ. Tớ cho mày xàm lột quá nhỉ. Sợ bọn này kinh dị quá cơ. Yeah, toàn những đứa kinh dị rồi. Thôi, mày phát trực tiếp bây giờ bọn tao như thế, mày là nói như thế thôi thì lúc bọn tao phát trực tiếp là còn ghê hơn cơ nhá. Ê, tao làm gì mà chúng mày? Toàn chúng mày bắt nạt tao. Alo. Mày nói giận mẹ mày mà tao mày. Ôi trời ơi, em chưa có hiếu, cũng chưa có gia đình. Vừa nãy em đã hết bộ. Tao không yêu rồi. Anh tỉnh bảo, từ nay mày đừng có gọi ra thì có. Mày cứ nói chuyện với trai đi. Nghe
Nên một phần thành. Vẫn chưa. Hoàng Đức Lăng, em có viết. Tôi mất âm gì? Chào Xuân Minh. Chào Tài Nguyễn Văn. Chào Lola Cường. Chào Thanh Nguyễn. Chào Bảo Kim. Lục lịch. Đô La Cường, em không phải ở Nghệ An. Xin chào Hoài Nam. Em cảm ơn. Bảo Kim lên em vô vô. Ở gì thế thường coi. Chào Đức Thịnh. Chào Nguyễn Hưng. Chào Dũng Phá Hại. Dũng Phá Hại ơi, hút hút cái gì ấy? Chào Nguyễn Phúc Hải. Chịu chết. Hoài Nam em chịu chết. Không biết vụ đấy. Nguyễn Anh ơi em chịu. Anh Nguyễn, em ở nhà không thôi ạ. Nguyễn Phúc Hải, em ở nhà. Chào Lóc Tóc Tâm. Chào Xuân Minh. Chào Quân Xuân. Nguyễn Phá. Em mới 18. Được, anh Hoàng Đức Lăng ạ. Trần Tân. Chào Trần Tân, Trần Tân. Hoài Nam ơi, em chịu. Chịu chết. Chị em không biết thì em chịu với Nguyễn Hưng ạ. Mượn nhiều à. Mượn làm nhiều tốt. Mượn lá rồi. Nguyễn Hưng ơi, em không tán trai đâu. Cần còi em không lấy đâu. Hoài Lam ơi, Hoài Lam, em chịu rồi. Vâng, Hoàng Đức Lăng.
Chào Trường Sơn. Nguyễn Hưng, em không sao. Được gì hả Phúc Nguyễn? Hoài Lam ơi, em không biết thì em phải chịu thôi. Nguyễn Viên em cảm ơn. Tại yêu anh sao mất rồi ạ? Ngáo ạ.